Khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống nước ta. Khả năng là đêm nay thì không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Từ ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, từ đêm mai sẽ chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ C, vùng núi 12 đến 14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Cũng do không khí lạnh, từ đêm nay vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Từ ngày mai, Bắc Biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Hôm nay mưa lớn ở Trung Bộ chỉ còn cục bộ, lũ trên các sông cũng xuống dần, tuy nhiên vẫn cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất cục bộ. Dự báo ngày hôm nay mưa tập trung từ Quảng Trị đến Phú Yên, lượng mưa hầu hết dưới 40mm, mưa to trên 80mm chỉ còn cục bộ. Tuy nhiên sau nhiều ngày mưa lớn, đất đá bão hòa nước, nguy cơ sạt lở đất vẫn có thể xảy ra. Về diễn biến lũ, trên sông Vệ và sông Trà Câu ở Quảng Ngãi đang quanh mức báo động 3, nhưng ngày hôm nay sẽ xuống nhanh, chỉ còn quanh mức báo động 1. Tình trạng ngập lụt vùng trũng thấp ven sông tại một số địa phương thuộc huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ sẽ rút dần. Riêng ở Thừa Thiên Huế, lũ trên sông Bồ và sông Hương trong sáng nay có thể lên ở mức báo động 2, báo động 3. Đến chiều sẽ xuống dần. Cảnh báo ngập lụt xảy ra ở các vùng trũng thấp thuộc các địa phương Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà. Vâng, và mưa giảm lũ xuống dần như vậy thì bà con cũng nên tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Nước rút đến đâu thì tranh thủ vệ sinh môi trường đến đó để có thể tránh phát sinh dịch bệnh. Dạ vâng, đợt mưa lũ này thì cũng đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở, công trình và giao thông tại Quảng Ngãi. Vâng, hiện nước sông Trà Câu duy trì ở mức cao trên báo động 3, khiến cho hơn 90 hộ dân tại phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ bị ngập từ 0,5 đến trên 1,5 mét. Theo thống kê sơ bộ, tình trạng sạt lở đất tại huyện Ba Tơ đã làm 3 nhà bị hư hỏng. Giao thông gặp nhiều khó khăn, quốc lộ 24 có nguy cơ sạt lở cao, 2 tuyến đường tỉnh và 5 tuyến đường huyện, xã bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng. Đáng chú ý, sạt lở bờ sông, bờ biển đang đe dọa đến an toàn của người dân. Địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Xin được nhắc lại là hiện nay hơn 90 hộ dân sống dọc sông Trà Câu tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đang bị ngập. Trong đó thì 23 hộ bị ngập trên 1 mét, thậm chí một số hộ bị ngập trên 1,7 m. Để có thêm thông tin chi tiết, chúng tôi đã kết nối điện thoại với ông Trần Ngọc Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ. Thưa ông, hiện chính quyền đã có những biện pháp gì để hỗ trợ người dân vùng ngập úng ạ? Thị xã Đức Phổ đã chủ động bố trí các lực lượng như phương tiện hậu cần tại địa phương theo cái phương châm là 4 tại chỗ, thì đã di dời 15 hộ với khoảng là 40 khẩu đến nơi ở với cái hình thức là ở san ghép. Hiện nay thì mà mực nước tại khu dân cư này là bị ngập với chiều sâu khoảng từ 1,5 đến 2 mét, làm cho giao thông bị chia cắt, người dân không thể tiếp cận với khu vực bên ngoài. Thì thị xã cũng đã bố trí các lực lượng sử dụng ghe máy và cano máy để tiếp cận, hỗ trợ và tiếp tế cho người dân. Thì dự kiến chiều 25 này mực nước mình sẽ rút ra khỏi cái khu dân cư này. Khi đó thì là lực lượng của địa phương cũng sẽ tiếp cận các hộ dân để hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa cũng như là giúp dân để ổn định lại cái cuộc sống như thường ngày. Vâng, xin được cảm ơn ông Trần Ngọc Sang. Còn ở Bình Định, mưa lớn 2 ngày qua tại huyện miền núi An Lão, Bình Định cũng đã khiến cho 7 tuyến giao thông bị sạt lở. Khoảng 12 giờ trưa qua, đường liên xã từ thị trấn An Lão đi xã An Vinh xảy ra sạt lở với khoảng 1.000 mét khối đất đá tràn xuống chắn ngang đường. Đây là tuyến giao thông độc đạo vào trung tâm xã An Vinh, các phương tiện không thể lưu thông được. Khối lượng đất đá sạt lở quá lớn, phải mất 3 ngày mới khắc phục xong điểm sạt lở này. Một vụ sạt lở đất vừa xảy ra tại điểm trường Răng Chuỗi, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Chiều qua, một lượng lớn đất đá từ ta luy dương phía sau điểm trường Răng Chuỗi tràn xuống làm sập một mảng tường lớn. Sau đó thì đất đá tiếp tục tràn vào lớp học, gây hư hại nhiều bàn ghế, đồ dùng học tập của học sinh. Điểm trường Răng Chuỗi mới xây dựng đưa vào sử dụng thay thế cho điểm trường tạm vốn đã xuống cấp. Tuy nhiên đến nay do sạt lở nên là học sinh lại phải di rời về học ở điểm trường cũ.